bánh gato táo này, bom này, đó. Ngon lắm, ăn thử nha. Giòn rất là ngon, ngon. Thấy mâm này đẹp không? Bằng gỗ nha, bằng gỗ. Đây là bánh bánh chuối này. Đây, bánh chuối đẹp không? Đó, bánh chuối đó. Đây, cái gì này? Cái gì đẹp không? Còn bánh này là bánh sô cô la này. Sô cô la chấm với lại sốt này. Không, cái sốt cái này không phải là sốt mà cái này cream ăn lên đó. Ăn khi mình ăn cái bánh sô cô la này mình sẽ chấm cái này. Làm đét xe này, trang bị ảnh món trang bị này. Đó. Nhìn đẹp không? Wow, vàng khẻ luôn thấy không? Đây là món crème brûlée. Crème brûlée nhìn đẹp không? Wow. Đó, bánh chuối này thấy không? Chuối đẹp không? Bánh táo này, đó, thấy không? Cái này cũng có này, cái này cũng là món tráng miệng này, đó. Cái này đánh từ trứng, lòng trắng trứng đây này, cho vào hấp, ăn với sốt caramel đây, hạt nhân này và caramel đắt ở trên này, đưa trên này. Cái này pistache, cái màu xanh xanh này pistache, thấy không? Cái này dâu này, đó, cái này chanh dây này. Wow, thấy chuối không? Chuối đen không? Chuối màu nâu chứ quên. Wow, cái này của Ecuador sao? Thì bạn nào ha? Ecuador. Này bánh dừa này. Wow, trong đây đang nướng bánh lăn à? Kêu là cream caramel. Bánh lăng này hấp với số lượng lớn này không? Đó, thấy không? Wow, thấy không? Đó, 1, 2, 3, 4, 8 cái, 8 khay kem caramel bánh lăng này. Đó, gì đẹp không? Wow, thấy không? Còn bên này là bánh này. Bên này là bánh này, thấy không? Đó, bánh sô cô la này không? Quá trời luôn thấy không? Wow. Bánh này ăn với lại sốt kem. Kem ăn lê. Đó. Này, bánh này bánh nhân mùi lá dứa này ha, thấy không? Quá trời luôn thấy không? Wow. À, còn đây này. Chỉ cho mọi người biết là cái này là gì, mọi người biết không? Cái này đố mọi người biết là gì không? Cái này gạo gu lăng, tiếng Pháp kêu là gu lăng,
hoặc là remontan. Remontan là cơm nếp á. Gạo này gạo gạo nếp này nó ha. Cái này thì mình rang lên. Rang lên rồi này ha, để làm thính. Thính trộn xà lách bò. Nhưng mà đặc biệt là mình cho thêm gì các bạn biết không? Cho thêm lá chanh này ha. Đó, lá chanh với lại sả thì nó vẫn rất là thơm, thấy không? Đó. Mùi rất là thơm. Vậy tu sao vậy? Tu sao vậy mua thà vậy gì à? Thà mua rệt. Khi đi thà vậy mua khi đi thà vậy. Demain tu vas où, Celia? Demain tu vas où? Pourquoi? Il faut organiser bien. Quoi? Organiser. Il faut organiser un jour de pause pour demain. Pour maintenant faire avec moi à plage. Et après manger quelque chose et après nager. Pas nager toi. Bah si tu veux, c'est bien pour la santé. Santé quoi? Non, vas-y. Mais ce sera tellement. À quoi? Célia, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu fais quoi? Je range. Je range. Je range. Voilà. Voilà.